Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi trưa ngày 24 tháng 3 năm 2024 Hôm nay Vlog Minh Hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin mới nhất liên quan đến đội tuyển Việt Nam của chúng ta chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia Bên cạnh đó là những cái thông tin mới nhất liên quan đến Indonesia, những cầu thủ đang bị đau ốm Và hai trường hợp đó là Wen và Tom Hay Hai cầu thủ này đã tức tốc, đã được làm thủ tục và có thể là sẽ kịp cho trận đấu với Việt Nam. Đây là một cái thông tin không vui với chúng ta bởi vì Indonesia sẽ mạnh lên rất nhiều với Tom Hayes, một trong số những cầu thủ hiện nay đang được coi là một tiền vệ công hay nhất ở Đông Nam Á. Đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn và các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra. Hôm nay thì ở phần đầu của chương trình mình xin phép là sẽ nói với các bạn một cái câu chuyện mà hiện nay nó đang là một sự hiểu nhầm. Đó là sự hiểu nhầm các của các cổ động viên Indonesia với Việt Nam. Việt Nam chúng ta thì luôn luôn rất hiếu khách, Việt Nam chúng ta luôn luôn rất thân thiện, cái này thì ai cũng biết rồi. Tất cả những người du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới và khi đến với Việt Nam, họ đều khen, họ khen về con người, họ khen về sự thân thiện, họ khen về đồ ăn, rất nhiều thứ. Nhưng mà hôm vừa rồi thì đang có những cái vấn đề à, khi mà một cái clip mà bắn pháo hoa được đưa lên à, nó đã nó đã có cách đây từ mấy năm rồi, nhưng mà báo chí và mạng xã hội của Indonesia thì tưởng là À, chúng ta mới làm gần đây thôi và họ đã đưa ra những cái thông tin rất là sai lệch với uh, người hâm mộ Indonesia về bóng đá Việt Nam. Mình xin nói để các bạn cổ động viên Việt Nam của chúng ta yên tâm là người Việt Nam của chúng ta không như vậy. Đây là một cái uh, clip cũ đã từ rất lâu rồi chứ không phải là chúng ta muốn dọa Indonesia mà muốn dọa cũng chả được. Đúng không? ạ? Bây giờ người văn minh rồi, người ta không có dọa bằng cái đó. Dọa là phải dọa bằng chuyên môn, dọa là phải dọa ở trên sân chứ không phải là kiểu hù dọa bình thường nó giống như các cổ động viên Việt Nam của chúng ta giống như những người Việt Nam của chúng ta ngồi lọt thỏm ở trên bung các nô với rất nhiều các cổ động viên người ta xăm chỗ người ta cởi trần hát hò từ đầu đến cuối chúng ta cũng còn trả sợ nữa là thế là mình nghĩ là đây là một cái sự hiểu nhầm sự hiểu nhầm này nó nó đến với những người khá là nhạy cảm Indonesia thì rất là nhạy cảm như hôm vừa rồi đây mình cũng chả muốn nói nhưng mà hôm nay thì tôi chia sẻ với mọi người chút xíu đó là bên Indonesia giới truyền thông còn tưởng mình là tưởng mình là huấn luyện viên phó chỉ bởi vì mình mặc chiếc áo khoác của đội tuyển việt nam bởi vì các bạn thấy là tất cả các phóng viên việt nam đi ra nước ngoài tác nghiệp hoặc là ra sân mỹ đình tác nghiệp họ luôn luôn rất là tự tôn dân tộc bằng cách là họ mặc chiếc áo của đội tuyển thì cái chuyện này là chuyện rất là bình thường nhưng với indonesia thì đây là cái việc người ta thấy khá là lạ là mặc áo đội tuyển là chỉ có những thành viên đội tuyển thôi mà hôm đấy mình đã rất là tế nhị là mình mặc một cái quần khác không phải là cái quần đồng phục để cho người ta thấy là mình chỉ mặc cái áo khoác thôi còn cái quần và giày không phải là đồ đồng phục Mình đeo ba lô Đấy và mình cũng đeo thẻ Mình đeo thẻ này Và thẻ thì rõ ràng là ghi là thẻ phóng viên Nhưng mà cái anh đấy thì anh ấy đã nhạy cảm quá Anh ấy và mình nghĩ là anh cũng non nghề cơ Anh ấy không cần xem cái thẻ của mình là vào với tư cách gì Anh ấy anh ấy phán đoán mình là trợ lý của 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 đội tuyển quốc gia đến để thăm dò Và mình nghĩ mình buồn cười Sau khi cái đó post lên thì mình thấy rất là buồn cười cái buồn cười đầu tiên là tại sao người ta lại nghĩ là đội tuyển Việt Nam lại phải cử một người đeo mắt phóng viên đến để xem Indonesia xin lỗi luôn cho cái buổi tập như của Indonesia chả có cái gì để mà xem Đấy, đến thì cũng chỉ quay mấy cái cảnh khởi động khởi động thôi sau đó là họ vào tập thì họ đuổi phóng viên ra không có ai được ở đó cả còn nếu như là một người mà muốn nghiên cứu buổi tập thì người ta phải tìm một cái nhà cao tầng nào đấy dùng ống nhòm để nhòm vào Thế đấy thì mình muốn nói ở đây là phải nói là những người Indonesia họ cũng khá là nhạy cảm. Cái sự nhạy cảm này mình nghĩ là nó cũng nó cũng không có không là vấn đề gì nếu nó ảnh hưởng đến một mình cá nhân mình. Chứ mình cũng không không nói bất cứ câu gì về cái, về cái câu chuyện này cả. Nhưng mà khi mà họ đang truyền thông về cái chuyện là cổ động viên Việt Nam đang thế này, đang thế kia và khiến cho phần lớn các cổ động viên Indonesia hiểu nhầm thì nó làm hỏng đi cái hình ảnh của hai hội cổ động viên với nhau. Và khi mà hai hội cổ động viên với nhau đứng sát mặt nhau, mình nghĩ là nó có thể tạo ra những cái sự nguy hiểm đó và mình mong muốn là tất cả chúng ta hãy rất tỉnh táo để hiểu được rằng nó nó là vấn đề của lịch sử chứ nó không phải là vấn đề của hiện tại indonesia đón chúng ta như nào chúng ta sẽ đón họ đúng như vậy à, các cổ động viên indonesia nói thật luôn là các bạn xem cái video mình làm mình cầm cái máy quay của mình mình đi khắp nơi Đấy, đi khắp nơi các cổ động viên indonesia gặp quốc chào xin chào việt nam chào nguyễn fc chào a chào b chào c mọi thứ rất là ok thậm chí là họ còn có những cái hành động rất là ổn. Còn tất nhiên là trong một cái bối cảnh như thế cũng có rất đông người, họ cũng có những cái cảm xúc khác nhau, họ cái cách tiếp cận khác nhau. Có nhiều người thì cũng đã dành cho mình những cái lời chửi, họ không mình không nghe mình không hiểu cái tiếng chửi của họ, nhưng mà bằng những cái hành động, những cái động tác của họ thì mình biết là họ đang chửi mình. Nhưng mà thật sự đấy là cái chuyện rất là bình thường. Trong bóng đá những người đàn ông, kể cả những người bạn thân với nhau vẫn có thể sử dụng những cái cái, cái hành động như vậy. Thì mình chỉ muốn nói với các bạn là chúng ta không nên nhạy, 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 cảm quá và trước mỗi một cái thông tin chúng ta nên sang minh Sang minh xem cái video bắn pháo hoa đó là nó đến từ đâu hay là một cái hình ảnh là mình mặc xe áo đội tuyển cái việc rất đơn giản bạn đây bạn ấy hỏi bạn là ai có phải bạn là huấn luyện viên không nếu là huấn luyện viên phỏng vấn luôn chả vấn đề gì cả đúng không ạ đấy là phần đầu của chương trình mình muốn chia sẻ với các bạn như thế và mình cũng rất mong những người việt nam của chúng ta mà có những mối quan hệ tốt với hội cổ động viên của indonesia chúng ta hãy nói với các các cổ động viên nước bạn như vậy để chúng ta cùng nhau kiến tạo ra một cái sân chơi nó thật là vui một cái trận đấu nó thật là hay rồi thì cũng sẽ có đội đi đội ở việt nam đi cũng rất là xứng đáng indonesia đi cũng rất là xứng đáng vấn đề là chúng ta sẽ kiến tạo ra được một cái sân chơi nó thật là vui mà ở đó chúng ta mang lại cho nhau sự gần gũi chứ đừng mang lại cho nhau bạo lực đó là cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn bây giờ mình xin phép là sẽ uh, chia sẻ với mọi người về uh, Indonesia Indonesia thì như ngày hôm qua mình có chia sẻ với các bạn là uh, mắc là không sang Việt Nam rồi trận đấu trước bạn bị chấn thương nhưng có ra sân khởi động nhưng mà trận đấu này không đá được và huấn luyện viên City đã không đưa bạn đấy ra sang Việt Nam ngoài ra thì còn có những cầu thủ như là Ivan Jenner như là Sandy Walsh đó hay là như là bạn Shrop đấy là một tiền đạo thì ba bạn này hiện nay đang bị sốt và huấn luyện viên City thì cũng đã trả lời cái từ CNN của Indonesia nói rằng là không hiểu vì sao mà các cầu thủ này lại bị bị sốt và bây giờ cũng không biết là cái virus đấy là virus gì nhiều người nói là các bạn này đang đá ở bỉ và hà lan các bạn này về indonesia đang ở xứ lạnh và về xứ nóng thì các bạn không chịu được có thể là bị sốc nhiệt nhưng mà cái mọi thứ thì sẽ được triển tức là mọi thứ sẽ được làm quen trong thời gian tới và những người như là sandy watts như là ivan jenner hay là như uh, stroke thì vẫn có thể thi đấu được Hiện nay thì theo thông tin mà mình có được từ những người bạn Indonesia của mình Thì uh, hiện nay là anh Tom Hayes và anh Ottoman Wen đang được xúc tiến để có thể thi đấu được trận đấu gặp Việt Nam Và khi mình hỏi là liệu với cái tiến độ như này thì có ok hay không Thì các anh nói là có ok Đây là thông tin mình cập nhật vào tối muộn ngày hôm qua Thì sáng ngày hôm nay có thể nó đã có thông tin mới hơn rồi Thì mình sẽ cố gắng cập nhật cho các bạn thông tin mới nhất Các bạn yên tâm nhé Bạn thư Nguyễn Khắc, còn đây là Mai này anh Hải nghỉ hưu thì có ai còn được như nhà báo không? Idol của tôi, chúc sức chúc Minh Hải sức khỏe. Cảm ơn uh, bác Nguyễn Khắc thư. Rồi uh, con chị nó đi thì con gì nó phải lớn thôi. Các bạn trẻ bây giờ thì giỏi hơn mình rất là nhiều, các bạn đa năng hơn. Mình thì vẫn làm theo kiểu khá là truyền thống. Bây giờ thì mình xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn thông tin liên quan đến đội tuyển quốc gia. Theo thông tin mà mình có được thì trong buổi tập gần nhất của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philip Chu đã bắt đầu thay đổi rồi ông đã thay đổi một chút xíu liên quan đến cái đội hình tập và cái đội hình tập này bị coi là bị coi có thể được coi là đội hình xuất phát mình cũng xin được chia sẻ với các bạn luôn là huấn luyện viên philippe chuse sẽ sử dụng một đội hình tấn công mạnh hơn hàng phòng ngự của chúng ta sẽ chơi ít người hơn so với trận lượt đi Đấy, ít người ở cái khu vực nhá mình nói là khu vực số lượng cầu thủ thì nó vẫn như vậy bố trí vị trí thì nó vẫn như vậy nhưng các cầu thủ ở vị trí phòng ngự thì chỉ có 3 người và một thủ môn là 4 thôi chưa là khả năng một đối một, khả năng bọc lót cho nhau đó sẽ phải rất tốt và khả năng luân chuyển đội hình đây là yếu tố mang tính quyết định. Khi tấn công thì các hậu vệ biên phải dâng lên để hỗ trợ tấn công vì chúng ta cần bàn thắng, vì chúng ta cần chiến thắng. Nhưng khi mà chúng ta bị phản công thì các vị trí hậu vệ và tiền vệ phải chạy về để hỗ trợ cho ba trung vệ và thủ môn. Đây là cái cách tính của ông Chu C và trong trận đấu tới có thể một cầu thủ không được chơi ở trận đấu vừa rồi đó là Khuất Văn Khang sẽ là con bài tẩy, con bài chiến lược của chúng ta. Còn tất nhiên là có được ra sân thi đấu hay không và có được vào sân trên băng ghế dự bị hay không thì nó còn tùy thuộc vào cái à, tiết tấu của trận đấu, nó còn phụ vào cái hướng của trận đấu và cái mong muốn của huấn luyện viên. Nhưng mà hiện nay những cái buổi tập thì mình đang mình đang nhìn tức là mình đang có thông tin là như vậy. À, mình sẽ cố gắng vào ngày à, tối ngày 25 này mình sẽ đưa lấy được cái đội hình à, dựa trên những cái thông tin và dựa trên cả những phán đoán của mình. Thì mình sẽ đưa ra đội hình. Các bạn thấy là trước trận đấu gặp Indonesia ở trên sân Bungkakdo. Mình đã chia sẻ với các bạn là 10 trên 11 vị trí là chính xác. Mà nói thật luôn là cái vị trí còn lại không chính xác là cái sự lựa chọn cuối cùng của ông ấy. Ông ấy đã thay đổi ở những giây phút cuối cùng. Là nhâm Mạnh Dũng vào thay cho Tiến Linh. Đó. Thì bây giờ mình đang biết được rằng điều quan trọng hàng đầu của đội tuyển Việt Nam bây giờ là sự cân bằng. Sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự. Sự cân bằng về mặt cảm xúc. Bởi vì nói gì thì nói là đội của chúng ta sẽ còn hai trận nữa vào tháng 6. Và như mình đã từng nói với các bạn là huấn luyện viên Philip Chusi nếu không có cái gì quá đột biến thì ông ấy sẽ chỉ có thể kết thúc hợp đồng vào tháng 6 này thôi. Tháng 3 này sau khi kể cả chúng ta có thua trận đấu với Indonesia, ở trận đấu tới thì các bạn cũng cứ yên tâm. À, các bạn muốn hay không thì nó cũng sẽ diễn ra thôi. Là ông Chusi sẽ vẫn tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong hai trận tháng 6. Bởi vì là khi mà đội chúng ta thua Indonesia kể cả là trong trận đấu ngày 26 này thì chúng ta vẫn chưa chính thức dừng bước ở vòng loại thứ hai đấy, và khi mà chúng ta chưa dừng chưa chính thức dừng bước ở vòng loại thứ hai thì lúc đấy cái việc kích hoạt cái điều khoản sa thải mà không phải bồi thường nó sẽ chưa diễn ra cho nên là đây là một cái thông tin khá là buồn cho mọi người nhưng mà thôi à, chúng ta cứ theo như vậy bởi vì mình cứ nói về cái chuyện sa thải thì mọi người lại nghĩ là minh hải vì động cơ cá nhân có thể về chuyện này chuyện kia có nhiều người cũng đọc được cái thông tin là mình với ông Chu Xe có sự va chạm với nhau ở khách sạn ở Indonesia Mình đã nói với các bạn ngày hôm qua rồi Thằng Minh Hải nó có là thằng một thằng lởm nhất đi chăng nữa Đầu óc của nó không biết suy nghĩ đi chăng nữa Nó cũng phải biết đặt tổ quốc lên trên hết Không bao giờ vì một cái sự va chạm cá nhân mà chúng ta lại đi hủy hoại một cái giá trị của một tập thể Mà nhất là tập thể đấy đã đang đại diện cho quốc gia Và mình thì không phải là người như vậy Mình không bao giờ hành động bằng cái cảm xúc cá nhân Bao giờ chúng ta phải đặt cái lợi ích của quốc gia lên hàng đầu Thế là mình uh, cũng không muốn nói đi nói lại câu chuyện này nữa để khiến cho mọi người hiểu nhầm và làm cho mọi người tụt mút mình mong ở đây chúng ta sẽ rất rạch ròi cũng giống như các bạn thôi là mình không có ủng hộ ông chu xê nhất là sau rất nhiều những cái uh, đã xảy ra vừa rồi đấy, từ những cái trận đấu từ cái cách dùng người từ cái cách nói mà đang làm một nẻo nhưng mình nói luôn là chúng ta không ủng hộ ông chu xê điều đấy không có nghĩa là chúng ta không ủng hộ đội tuyển quốc gia Ngày hôm qua mình đã bỏ ra 3 triệu 6 để mình mua mấy cặp vé cho anh em, cho bạn bè đi xem. Và mình nói luôn, hơn bất cứ lúc nào, đội tuyển lúc này mới đang cần các bạn đây này. Còn nếu bây giờ mà các bạn không đi xem, các bạn không đến xem, các bạn không đi cổ vũ cho đội. Thì nếu như chúng ta vào được vòng loại thứ ba với những trận đấu với những đối thủ mạnh hơn như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc. Các bạn lại được gặp những ngôi sao hàng đầu của châu Á. Lúc đấy các bạn nhờ mình mua vé là mình không mua cho đâu. Và mình nói luôn là trong khó khăn mà chúng ta không hỗ trợ cho nhau Thì lúc mà thành công đừng bao giờ đến bên nhau Đấy và mình nói luôn đây là cái quan điểm rất rõ ràng của mình Chúng ta có thể không ủng hộ ông Chu Xie nhưng chúng ta phải ủng hộ đội tuyển quốc gia Bởi vì cái lợi ích của ông Chu Xie nó là lợi ích ăn theo đội tuyển quốc gia Chúng ta không phải vì chúng ta ghét ông Chu Xie mà chúng ta tẩy chay đội tuyển Để rồi đội tuyển của chúng ta lại vì không có sự hỗ trợ của mọi người Không sự ủng hộ của mọi người đã không vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn Thì như thế có nghĩa là chúng ta đã ném chuột mà vỡ bình con chuột thì nó không chết bởi vì sao bởi vì các bạn ném xong nó lại chạy về nước nó thì cuối cùng là chúng ta để lại là cả một cái bình việt nam của chúng ta đã, nó đã bị vỡ đó chính là đội tuyển mình rất là mong mình rất là mong tất cả chúng ta sẽ cùng hỗ trợ cho đội tuyển chúng ta từng đừng tấn công cầu thủ đừng chê cầu thủ này đá dở đừng chê cầu thủ kia đá dở cho dù là họ có bàn trình diễn không đủ tốt về mặt chuyên môn chúng ta vẫn tiếp cận như thế tiếp cận để biết tiếp cận để chia sẻ với nhau về sự thật nhưng chúng ta vẫn luôn luôn động viên các con các cháu vì đối với mình thì các cầu thủ của chúng ta là một phần máu thịt của Việt Nam là giá trị đại diện cho Việt Nam là cái phần Việt Nam nhất trong một cái đội hình của chúng ta đang được dẫn dắt bởi một huấn luyện ngoại đó là những cái gì mình thật sự muốn chia sẻ với các bạn như thế à, đấy là những cái gan ruột mình muốn nói với các bạn còn các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra ở phần sau mình sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi của các bạn à, đấy là cái quan điểm của mình còn ai nghĩ gì về mình như nào nói thật là mình không có nhu cầu là phải giải thích đúng không? Bây giờ lớn rồi, anh em chúng ta muốn như thế nào đấy thì chúng ta tự sẽ có những cái cách để giải quyết với nhau. Đó. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra cho mình nhá. Mình sẽ cố gắng cố gắng để mang đến cho các bạn những cái thông tin mới nhất còn cụ thể nó như thế nào à, thi đấu với đội hình ra sao à, rồi à, mọi thứ thì à, cũng xin phép các bạn cứ để từ từ hậu xét mọi thứ à, mình nghĩ là nó cũng sẽ sớm sáng tỏ thôi không có cái gì để mà chúng ta phải à, phải buồn cả đúng không đó thì à, mọi người có câu hỏi gì mọi người đặt ra cho mình nhá mình sẽ trả lời các bạn luôn với mình thì à, đội tuyển của chúng ta bây giờ lên nên được ưu tiên nhất. Và mình cũng sẽ cố gắng để ưu tiên cho đội tuyển nhất. Đó. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Nếu các bạn thấy quan điểm của mình là hay thì các bạn nhớ like cho mình, ai chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký cho mình. Bạn uh, Joka nói là thích câu của anh ném chuột vỡ bình, câu này không phải của mình, câu này là của ông cha chúng ta đã đúc kết từ bao nhiêu đời nay rồi. cảm ơn mọi người rất là nhiều mình không có ý là xúc phạm bất cứ một ai mình không có ý va chạm với bất cứ một ai nhưng mà những ai mà có những cái hành động mà phá nát cái đội tuyển của chúng ta thì mình sẽ có ý kiến sáng ngày hôm nay mình cũng nói chuyện với một quan chức <laughs> mình bảo là em lúc nào em cũng nghĩ đến cái chuyện là em tắt máy đóng kênh và đi nghỉ luôn bởi vì khi mà đội tuyển gặp những vấn đề như này mà em còn không dám nói em không dám đương đầu em chỉ muốn bo bo giữ cho bản thân giữ cho cái mối quan hệ thật là tuyệt vời giữ cho cái nghề của mình nó luôn luôn trọn vẹn em không còn là nhà báo nữa và khi mà em mà không còn làm được cái công việc mà nghề yêu cầu người hâm mộ yêu cầu và bản thân em cảm thấy nó đúng em sẽ không làm nghề nữa đóng máy nghỉ luôn không phải nghĩ cho nên là các bạn cứ xem đi các bạn cứ xem đi rồi một ngày nào đấy thằng minh hải nó cũng sẽ đóng kênh à nhưng mà ngày nào chúng ta có lên sóng với nhau Ngày nào còn chia sẻ được với nhau là cứ chơi hết mình Một bát cũng nấu luôn Đấy Nói chung là Minh Hải thì chưa biết rét chưa biết sợ ai Mình nói thế cho nó nhanh Mình chỉ nể những người cống hiến nhiều hơn mình Nể những người giỏi hơn mình Nể những người mà họ có một cái tư duy vượt trội hơn Một sự bao dung lớn lao hơn Chứ còn dăm ba cái chuyện lẻ tẻ Thực sự là mình không có để ở trong mắt đâu cảm ơn mọi người đấy còn cái câu chuyện liên quan đến uh, đội tuyển liên quan đến uh, đội hình thì bây giờ rất là khó nói nhưng mà mình nghĩ là với cái phán đoán của mình thì khả năng cao là thành trung sẽ sửa lại thành trung sẽ đặc biệt là cái hành lang cánh trái của chúng ta là sẽ phải làm mới bởi vì nếu không thì đội bạn nó sẽ đá toát người luôn ngày hôm qua thì mình có đọc được một cái uh, quan điểm của indonesia họ muốn là sẽ đá cho việt nam cảm thấy ức chế họ đá họ làm thế nào đấy họ đá chúng ta mất đi hết cả niềm cảm hứng thì mình nói luôn là cái niềm cảm hứng của chúng ta nó cũng sẽ được tạo ra bởi chính các cổ động viên nhà cho là một lần nữa mình kêu gọi tất cả mọi người hơn bất cứ thời điểm nào đây là lúc đội tuyển quốc gia cần các bạn nhất hơn bất cứ thời điểm nào đây là cái giai đoạn mà đội tuyển của chúng ta gặp khó khăn nhất chúng ta hãy kết lại thành một cái sự đoàn kết và chúng ta nên biết là chúng ta đã ủng hộ ai đang đấy câu chuyện nó là đơn giản vậy thôi Minh Chiến, sai bet nha Minh Chiến nha, bạn Minh Chiến đã phán đoán sai rồi các bạn đừng hỏi, các bạn đừng hỏi fan uh, siêu vip pro Max là ai, đừng hỏi các bạn, rồi một ngày nào đấy các bạn sẽ biết thôi mà. Phù, bạn Phong Quốc của nó là trận sau tiếp theo thì ông Chu Xe cần lưu ý những mảng ném biên của Indonesia. Thưa chú Minh Hải ạ, à, từ những miếng ném biên của Indonesia thì đội tuyển Việt Nam mình lúc nào cũng thua. Mình đã có một cái thống kê rồi. Ba trận gần nhất chúng ta gặp Indonesia dưới thời của ông Chu chúng ta đều thua. Chúng ta thua trận bán kết ở Sea Games và chúng ta đã không bảo vệ thành công tấm huy chương vàng mà thầy Park để lại. Rồi chúng ta thua trận đấu ở Asian Cup là chúng ta đã không lọt được vào vòng loại à, vòng uh, knockout, nhường cái suất này cho chính Indonesia. Và bây giờ chúng ta thua trận thứ ba là cái trận đấu ở trên sân Bung Karno và như vậy có nghĩa là Indonesia họ đã đẩy chúng ta đẩy chúng ta một chân rời khỏi cái vòng loại thứ hai rồi. Đấy, cho nên là bây giờ chúng ta có níu kéo được cái chân còn lại để đá đội bạn lật ngược thế cờ hay không thì khác. Nhưng mà trong 3 trận đấu đó chúng ta thua 3 bàn thì ba bàn đó chúng ta thua 3 bàn xuất phát từ tình huống ném biên. Ngoài ra thì còn hai bàn khác nó cũng là những cái tình huống cũng rất là trời ơi đất hỡi. Linh Phạm Phan à, Văn Linh Phan nó lâu lắm rồi không được Minh Hải trả lời. Chúc bạn mạnh khỏe. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều đó tất cả những cái gì em muốn chia sẻ với mọi người thì em đã đều chia sẻ một cách rất chân thành một cách, một cách rất là thẳng thắn không có gì phải sợ cả mọi người đừng lo cho em thời gian vừa rồi uh, thấy mọi người cũng uh, đọc nhiều về minh hải người ta nói về mình thế này thế kia các bạn yên tâm đi em cực kỳ vững vàng chưa bao giờ thằng minh hải nó vững vàng như bây giờ luôn và chưa bao giờ thằng minh hải nó dám nhìn một cái nhìn sâu thẳm luôn vào mắt của ông chu c luôn mà mắt em không thèm chớp luôn để đến khi ông phải nhìn đi chỗ khác Em nói thật luôn là xin lỗi luôn cho người Việt Nam của chúng ta Rất là đàng hoàng, rất là văn minh, rất là nhân hậu, rất là gần gũi Nhưng xin lỗi đừng dọa Đúng không? Ông ok, ông đã từng lên đỉnh cao của châu Á Ông đã từng là người rất là giỏi Ông cũng không phù hợp với tôi, tôi vẫn tiện ông như bình thường Còn nếu mà ông đối xử có lễ nghĩa với chúng tôi Chúng tôi sẽ đối xử có lễ nghĩa với các ông Còn nếu mà các ông nghĩ là các ông là giới thượng đẳng Các ông trên người ta hẳn một bậc Xin lỗi các bạn luôn, không có đâu bạn các bạn cứ yên tâm một điều là ông phải hiểu rằng ông đang sống ở đất nước Việt Nam, quê hương của chúng ta. Đúng không? Chứ đừng có biến chúng ta thành 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 khách. Không bao giờ biến chúng ta thành đội khách ở trên sân nhà chúng ta đâu. Không bao giờ luôn. Đến sân khách chúng tôi còn chả sợ đấy chứ là về sân nhà. Đúng không? À bạn Nghĩa Trần Trung có nói là Minh Hải nói sai hoàn toàn chuyện người hâm mộ không ai phá nát đội tuyển ngoài ông Chu còn quan tâm còn có ý kiến giờ Minh Hải đúng là ba phải à, mình xin lỗi bạn là mình sẽ đọc cái này và mình sẽ chia sẻ lại với bạn nếu mà bạn thấy mình nói đúng thì bạn có thể comment lại còn nếu không thì mình không thấy từ bây giờ đến hết cuối phiên like này mà mình không thấy bạn nghĩa Trần Trung comment lại thì mình sẽ block bạn nhá thứ nhất là mình không có nói là các cổ động viên phá ná đội tuyển mình chưa bao giờ nói câu đó mà mình nói là chúng ta có thể không ủng hộ huấn luyện viên Nhưng chúng ta phải ủng hộ đội tuyển Đó Mình không nói là Chưa bao giờ mình nói là cổ động viên phá đáp đội tuyển cả Chưa bao giờ luôn Mình không có ý đó Đó còn bạn nếu mà bạn nghĩ là mình đang mình đang nói là cổ động viên phá đất đội tuyển thì bạn nhầm các cổ động viên không có khả năng phá đất đội tuyển mà mình chỉ muốn là các cổ động viên chúng ta hãy kết lại một cái tinh thần đoàn kết để ủng hộ đội tuyển việt nam trong lúc khó khăn nhất và mình nói luôn là cổ động viên nên rất tỉnh táo để biết được chúng ta đang ủng hộ ai Chúng ta ủng hộ đội tuyển chứ chúng ta không phải là ủng hộ ông Chu Xie Chúng ta ủng hộ đội tuyển và đội tuyển thành công có thể mang lại những cái thành tích tốt cho ông Chu Xie Thì lúc đấy Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngành thể thao người ta sẽ phải người ta sẽ đưa ra sự lựa chọn là tiếp tục với ông ấy hay không đó Còn ở đây mình nói với bạn Nghĩa Trung Trần, bạn nói mình ba phải Mình đã từng nói rất nhiều lần về cái ba phải rồi cái phải đầu tiên của chúng ta là phải chân thành cái phải thứ hai ấy, là cái phải chúng ta bắt buộc là chúng ta phải có đầu óc. Đấy, và thứ ba nữa là chúng ta phải có hành động nó thỏa đáng. Đấy là ba phải. Còn mình nói thật luôn bạn Nghĩa Trung Trần, mình đang chờ bạn đây. Bạn Nghĩa Trung Trần, mình đang chờ bạn đây. Nếu mà bạn vẫn còn đang ngồi ở đây thì bạn cho mình biết. Bạn có thể comment lại. Chứ bạn đừng có mở lời ra là bạn đã chửi người khác. Trong khi bạn đang không hiểu người ta đang nói gì. nào bây giờ bạn hiện trung trần đâu bạn đang ở đâu bạn có thể cho mình biết đi còn nếu mà trong vòng đúng một phút nữa mà bạn không comment là mình sẽ vlog bạn ở đây cần khán giả thì rất cần khán giả nhưng khán giả phải văn minh còn nếu mà không văn minh xin lỗi luôn là mình không cần các bạn đâu ok thôi được rồi bây giờ có thêm dương dũng này Bạn Văn Trai Lê Minh Trọng là em trai Minh Hải à này Mình cũng sẽ xin lỗi bạn để cho bạn lên đường luôn này Thôi được rồi, mình xin phép bạn uh, Nghĩa Trung Trần nhá Bạn Nghĩa Trung Trần, uh, mình xin phép bạn là mình sẽ vlog bạn nhá Từ bây giờ bạn sẽ không còn quyền được comment nữa Mình chả hiểu vì sao mình nói tiếng Việt mà Tại sao lại có nhiều người lại có thể hiểu một cách nó sai trái như thế nhỉ Thật ừ, Thật là buồn cười nào nghĩa trung trần nó rồi Mình đang đi tìm lại bạn nghĩa trung trần đây Các bạn nhìn thấy nghĩa trung trần đâu Các bạn báo mình phát nhé Để mình xử lý Ok cảm ơn mọi người Thôi không sao Mọi người không sao Mình thoải mái mà Không có vấn đề gì Đấy bạn Sáu Trần anh Hải tính nóng như kem Rất thích kênh của anh Cảm ơn bạn rất là nhiều Chúng ta phải có cá tính Đúng không ạ? Chúng ta phải có quan điểm Sống cuộc đời này sống một lần thôi Đừng có sống một cách nó nhợt nhạt nhầy nhụa Không hay đâu Thoải mái đi Vì sao? Bởi vì mình luôn luôn có các bạn ở bên cạnh Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái này Các ba long, sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở Nam giới các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc bị giảm chức năng đàn ông vì bất cứ lý do gì do tuổi tác do áp lực do công việc hoặc là do ăn uống thì chúng ta nên sử dụng cái cao ba long này nó sẽ hỗ trợ anh em chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân và kéo dài thời gian của người đàn ông các bạn thấy ok không bây giờ chúng ta sử dụng cao ba long thì về sau chúng ta giảm được nguy cơ bị đau lưng đau xương đau cơ đau khớp giảm được nguy cơ thoái hóa xương loãng xương thiếu canxi giảm được nguy cơ bị đau lưng đau xương đau khớp luôn và giảm nguy cơ bị gãy chân gãy tay gãy xương luôn đây chính là cái mà những người lớn tuổi bây giờ rất cần Đấy, những người lớn tuổi bây giờ bị đau lưng đau xương đau cơ đau khớp các bạn sử dụng cái này cho mình cực kỳ tốt luôn các cháu nhỏ bị còi xương suy dinh dưỡng chậm lớn biếng ăn hay khóc nhè Đây của các bạn đây Các bạn mua này về cho con Nó sẽ giúp cho các con của chúng ta cải thiện bộ khung để về sau để Phát triển cả thể lực lẫn thể hình Thứ tư là các chị em phụ nữ Muốn điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác và đều đặn như một chiếc đồng hồ như thời còn con gái Để kích hoạt cái thời như còn con gái Cao Ba Long nó sự lựa chọn hàng đầu Và nếu các bạn mà vừa mới sinh con Thì đây chính là sản phẩm mà các bạn phải dùng Bởi vì là trong quá trình thai kỳ bao nhiêu dưỡng chất cơ bản chúng ta truyền hết sang cho con khi chúng ta sinh con ra chúng ta sẽ thiếu chất thứ hai là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau cơ thể của chúng ta sẽ rất dịu dã và mệt mỏi đây là lúc Cabalong sẽ giúp hỗ trợ các chị em chắc chắn vững vàng và khỏe mạnh Đấy, nó còn kích hoạt cái cơ chế là làm cho các chị em trở về như thời còn con gái đều đặn và chuẩn xác như một chiếc đồng hồ số điện thoại mình để trên logo 024 7777 8877 và website là đông á shop vn Đông trùng hạ thảo là sản phẩm giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ vì nó bổ sung thêm dưỡng chất, dưỡng chất này bổ không béo, cực kỳ tốt cho sức khỏe. Thứ hai là nó bổ sung các tế bào tốt đến tất cả các bộ phận trên cơ thể. Các bạn biết là từng nhất cử nhất động này chúng ta nó đều bị bào mòn về cơ bắp. Nếu như cơ bắp đó của chúng ta nó không được bồi đắp thì cơ thể nó sẽ rơi vào trạng thái là gì? Cơ bắp bị tong teo, da rẻ bị nhăn nheo thì cơ thể sẽ yếu ớt. Còn nếu nó bổ sung vào thì cơ bắp luôn luôn săn chắc và cơ thể luôn luôn tráng kiện. Nó còn kích hoạt cơ chế tự hàn gắn nội thương Tức là nó giúp cho cơ thể của chúng ta Ở đâu có những tế bào bị đứt gãy nối liền vào Ở đâu có khối u lấp đầy khoảng trống khu để lại Ở đâu các bạn đã trải qua phẫu thuật dao kéo Nó bịt kín lại những cái đường đó Cơ thể của chúng ta rất là khỏe Thứ ba là nó tăng cường hệ miễn dịch Cơ thể được bảo vệ bởi vòng tròn miễn dịch Vòng tròn miễn dịch chính là hệ thống phòng ngự của cơ thể Bệnh tật tấn công Nếu cái hệ thống phòng ngự của cơ thể đủ mạnh nó đẩy lùi bệnh tật Còn nếu như bệnh tật nó mạnh hơn thì nó sẽ xé rách cái hệ thống phòng ngự của chúng ta bệnh tật nối đuôi nhau đi vào như đi vào chỗ không người như dưới điểm mà không thành bỏ trống đây là lúc đông trùng hạ thảo phát huy các bạn cơ thể sinh ra được một triệu kháng thể đông trùng hạ thảo sinh ra một triệu và sẽ hỗ trợ cho các bạn trở thành 2 triệu như vậy là hệ miễn dịch tăng lên gấp đôi hệ thống phòng ngự tăng lên gấp đôi cơ thể của chúng ta được bảo vệ mạnh gấp đôi nó giống như một khung thành đang được bảo vệ bởi 10, 11 cầu thủ bây giờ được bảo vệ bởi 22 người đấy là lý do vì sao các chuyên gia các bác sĩ luôn khuyên chúng ta nên dùng để giúp cho chúng ta có sự sức khỏe. À, những người cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe này, những người bị bệnh khó chữa, những người đang bị bệnh, những người mới ốm dậy, những người làm việc vất vả lao lực, những người cần có cái uh, hệ miễn dịch tốt hơn, tức là cái sức đề kháng tốt hơn. Các bạn thấy không? Một sản phẩm giúp chúng ta sống lâu, một sản phẩm giúp chúng ta sống khỏe, sống hạnh phúc. Cái này mà các bạn dùng làm quà tặng, quà biếu thì nó gần là tuyệt cú mèo. À, mình đưa ra một cái chia sẻ với các bạn. Tất cả những sản phẩm này đều là chính hãng. Nếu các bạn phát hiện một sản phẩm không chính hãng, mình đền các bạn 1 tỷ. Và giá của nó thì luôn luôn là giá thấp nhất, giá cạnh tranh, giá độc quyền chỉ dành cho Vlog Minh Hải thôi. Số điện thoại 024 7777 8877 và website là dungasop.vn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn nha, mọi người. Thôi, bây giờ chúng ta không nói về tương lai của Chu xe nữa. Mình sẽ không nói nữa vì mình đã biết là đến tháng 6 này mới ok nếu như không có biến thì đến tháng 6 này mới ok còn tất nhiên là các bác ở trên thì cũng không muốn như thế chúng ta cần phải thay đổi à, bạn Ngọc Thịnh Nguyên của nó là cao ba Long có dễ uống hay không mình thì thấy rất là dễ mình cắt nó ra thôi rồi là mình ngậm luôn còn nhiều người không ok lắm thì mọi người có thể hấp cách thủy cho thêm mấy giọt mật ong vào ăn là và tẹt ga cực kỳ ngon luôn Hiền Đào của nó là sân mỹ đình mặt cỏ đẹp hay không mình nghĩ là nó đẹp hơn gấp nhiều lần so với sân Bung các Nô. đó bạn bảo Hồ Thái có nói là anh thông cảm họ sai trong quan niệm sống và nhìn vấn đề luôn đầy chủ quan. Ai khách quan nhìn nhận vấn đề để cho mọi điều thay đổi tích cực hơn thì vẫn còn ngồi lại cùng với nhau. Đúng rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình thì đấy cho nên là mình luôn kiên nhất mà. Mình luôn giải thích lại cho các bạn để xem là các bạn ấy có ok không. Nếu các bạn ấy còn hiểu ra thì còn tốt còn nếu không thì thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Bạn Hợi Đinh nó là ủng hộ Minh Hải Phải luôn sát cánh với đội tuyển Vì đó là tài sản quốc gia Bạn Hợi Đinh nói một câu quá hay luôn Mình không biết phải nói câu gì với bạn nữa Bạn dùng cái từ tài sản quốc gia là quá là chuẩn luôn Chuẩn đét luôn Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn Ở phần đầu bây giờ các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra Chào anh Minh Hải Người Việt Nam nghe mà không hiểu tiếng Việt thì lắp đi anh Ok bạn Nguyễn Quang thật sự là mình cũng rất là muốn cảm hóa các bạn đấy để làm sao đấy các bạn ấy sẽ nhìn thấy một cái vấn đề nó khác đi nhưng mà rất là tiếc là tất cả những sự nỗ lực của chúng ta đều khó ok à, các bạn cứ nói thoải mái đấy ví dụ như là bạn chiến lv mình cũng sẽ xin blog bạn nhé Bạn Lê Tuấn có nói là dạo này Minh Hải hơi nói ít về lẽ sống và ý nghĩa cuộc sống nhỉ Thi thoảng 3 đến 5 phút nói cùng với các thông tin bóng đá cũng hay mà Ôi em nói thì mọi người lại chửi Có một số bạn lại mắng là mày lại đi dậy đời rồi mày đã là cái gì đâu Chăm lo cho cuộc sống của mày đi Thế là em lại khớp <laughs> Em lại sợ là nó bị trạch tệp <laughs> Mọi người lại muốn nghe bóng đá hơn bạn trần nguyễn hữu của nó là minh hải ơi làm thế nào để khắc chế được quả ném biên cái nội dung ném biên chống bóng bổng là nội dung mà ông chú c tập nhiều nhất trong những cái buổi tập gần đây luôn các bạn cứ yên tâm là như thế nhá bạn anh lê Nguyễn của nó là minh hải nói là không sợ ai nhưng lại sợ pro max bạn hơi nhầm nếu mà nói sợ thì mình không sợ nhưng mình nghĩ là đưa ra nó không có lợi cho cái chung và nhiều người lại nói là đưa ra những bác như thế ra để dọa người này người kia nhưng nói thật là liên đoàn biết thừa khi mà nói đến siêu vip pro max là các lãnh đạo liên đoàn biết luôn à, bạn trịnh hải lâm có nói là anh chọn đội tuyển đá indo tối ưu nhất đi ạ à. nếu mà đội tuyển theo như quan điểm cá nhân của mình nó sẽ là như thế này một là vị trí thủ môn nguyễn philip trung vệ giữa bùi hoàng việt anh trung vệ lệch phải mình lựa chọn là nguyễn thanh bình trung vệ lệch trái mình lựa chọn là nguyễn thành trung Đấy, hai hậu vệ biên thì mình nghĩ là một cánh sẽ là văn thanh khả năng cao là Văn Thanh là cánh phải. Hậu vệ biên trái của chúng ta là Phạm Xuân Mạnh. Cặp tiền vệ trung tâm thì mình muốn là Đỗ Hùng Dũng và Hoàng Đức. Đấy, còn ba cầu thủ đá ở trên mình muốn Tiến Linh đá cắm. Đấy, một cánh là Văn Toàn, một cánh là Quang Hải. Đấy là cái quan điểm cá nhân của mình. Hồ Tấn Tài có thể là sẽ vào sau. Đó là những cái gì mà mình muốn uh, chia sẻ và mình cũng đã trả lời các bạn rồi. Minh Tấm người không văn minh thì block luôn Thôi bây giờ những người không văn minh là mình block luôn Không đọc tên nữa nhá Đọc tên nữa thì nó lại rất là tào lao Bạn phim hay có hỏi là anh có thông tin gì về Quang Vinh chưa Khả năng là Quang Vinh không kịp cho giai đoạn lượt về rồi Khả năng cao là như vậy Bạn Hải Vũ của nó là đúng y như đội hình của mình đấy Nói chung là chúng ta thì được phép đưa ra đội hình của chúng ta Nhưng ông Chu Xie thì có thể là sẽ không lựa chọn đội hình đấy đâu mình nghĩ là Khuất Văn Khang cũng sẽ đóng vai trò quan trọng Có thể là trong khoảng tầm 30 phút cuối Khi mà cái kết quả của chúng ta đang không tốt Thì chúng ta sẽ thay đổi đội hình Tối nay có sale hàng ở trên tốc tốc không Hải ơi? Có ạ, tối ngày hôm nay 21 giờ Anh ơi anh có ăn bánh khúc không ạ? Hả? Bạn Hải Lê, ui rồi cảm ơn bạn Cảm ơn bạn rất là nhiều, bánh khúc của các bạn cực kỳ ngon Bánh khúc ở sân hàng đẫy Mình thỉnh thoảng được cho một cái bánh khúc và một miếng chả Rồi ôi ngon tuyệt vời có hôm mình rất sướng nhá, có một bạn ở bên công an hà nội tặng mình một cái một cái bánh khúc với một miếng chả, xong về sau thì một cầu thủ lại mang cho mình chai nước, mình vào sướng thật cuộc sống sướng thế. bạn bằng vũ của nói là anh ngày nào cũng nghe chú lên sóng cảm ơn mọi người a 5 một sam của nó đội hình của minh hải quá tuyệt, em nói luôn là đội hình của chúng ta trong cái trận đấu với indonesia tới đây là buộc phải thắng, nên hàng công của chúng ta chúng ta phải tối ưu hàng công nhưng mà đừng rút ruột bởi vì là nếu mà hàng phòng ngự không tốt khả năng một đối một không tốt bọc lót với nhau không tốt thì có thể chúng ta bị thủng lưới trước khi chúng ta ghi được bàn như thế thì coi như là lợi bất cập hại bạn à, tiền vào ví có hỏi là tuấn anh công phượng không được gọi bổ sung à không được bạn nhé cảm ơn mọi người rất là nhiều bản tính nguyện của nó là Minh Hải có ủng hộ ông Popop làm huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam hay không mình cũng không dám chắc là ông Popop có hợp hay không nữa bởi vì là ngoài cái chuyện làm tốt câu lạc bộ ra thì đội tuyển cũng cần phải làm tốt nữa các bạn thấy là ngày xưa anh Phan Anh Hùng lên cũng không thành công anh Hoàng Văn Phúc lên cũng không thành công rồi anh Nguyễn Hữu Thắng lên cũng không thành công nói chung là những người mà làm tốt ở câu lạc bộ điều đấy không có nghĩa là làm tốt ở đội tuyển quốc gia bởi vì hai hệ thống thi đấu nó khác nhau Hệ thống thi đấu của đội tuyển quốc gia là nó chơi theo kiểu cấp, tức là đá nốc ao. Còn giải vô địch quốc gia là nó chơi theo dạng lick tức là đá vòng tròn. Một cái là đường trường hơn. Đội tuyển quốc gia thì không có chỗ cho sai lầm. Còn ở giải vô địch quốc gia thì có thể bạn có thể thua một vài trận trong một mùa giải bạn vẫn vô địch được. Nhưng mà ở một giải đấu mà bạn thua đến trận thứ hai thì rất là khó để vô địch. Tự Anh Khôi Nguyên nó là Minh Hải nói chuyện sát thực với hiện tại đấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, Huấn viên kia đây thì sao anh ơi Mình sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện này sau Cứ từ từ đã nhé Không có gì phải vội cả Sơn Nguyên 1976 à, Trận lượt về Ông Chu Xê còn dùng phan tuấn tài và Minh Trọng nữa không Cảm ơn Minh Hải Em không biết, cái này thì em không biết Cái này thì em không thể nói được Có lẽ là em cần thêm thời gian, cần thêm thông tin Để chia sẻ với mọi người nhiều hơn Ok, ngày hôm qua mình xin lỗi các bạn là con man how này Mình chia sẻ với các bạn sai về giá Mình xin đọc lại giá nhé con này giá một chiếc là 339.000 và các bạn mua combo 2 chiếc thì là 639.000 Đây là một tuyển phẩm của nhà Menhal, nó có tên là con C4 Con C4 này là có 4 ổ cắm điện và 3 cổng sạc Cái này mà các bạn để làm nồi lẩu thì tuyệt vời luôn Đấy, số 3 ly, Đấy. đồng nguyên khối 3 ly chịu được tải lên đến 4.000W Tức là các bạn có thể ăn 2-3 nồi lẩu vẫn ok rồi uh, nó chịu được nhiệt lên đến 750 độ một đổi một trong vòng 6 tháng và các bạn được bảo hành lên đến một năm các bạn nhớ hộ mình ở đây có anh trung vệ áo đỏ có tên là Atomat anh này có một cái hay là chỗ nào mà có điểm nóng chỗ nào mà có nguy hiểm là anh ấy sẽ giải quyết ngay thì nó sẽ giúp cho các bạn các bạn dù đi làm đi đâu đấy đi xa hoặc là các bạn đi ngủ thì anh Atomat này anh vẫn kiên trì đứng ở đây anh đứng ở đây để anh ấy bảo vệ cho các bạn cái ổ điện này nó không bị cháy nổ và như thế có nghĩa là góp phần bảo vệ gia đình cho các bạn an toàn An toàn cho gia đình là an toàn cho bố mẹ, an toàn cho bố mẹ, cho vợ con, cho những điều thiêng liêng nhất cho cuộc sống của chúng ta. Giá của nó chỉ là 339 000 nếu các bạn mua bộ đôi này thì nó là 639 000 Giá này là giá độc quyền chỉ dành cho Vlog Minh Hải mà thôi. Số điện thoại mình để trên logo 0889333300 và website là menhouse.vn. Ngoài ra thì mình vẫn đang chia sẻ với các bạn về chiếc áo President, nó chiếc là chiếc áo tổng thống. Chiếc áo này giá cũng là độc quyền dành cho Vlog Minh Hải, nó thấp độc quyền, các bạn không tìm thấy ở đâu cả. Chiếc áo này bình thường ra là hơn 1 triệu. Bây giờ các bạn được sale xuống còn 639.000. Nhưng giá nó còn rẻ thêm một lần nữa. Nếu các bạn mua 3 chiếc combo. Thì nó sẽ chỉ còn có giá là 1 triệu 398.000. Các bạn còn được tặng một cái ví da cá sấu. Mình để đâu rồi? Trị giá 1 triệu 598.000. Các bạn mua 3 chiếc áo giá 1 triệu 398.000. Nhưng các bạn sẽ được tặng một chiếc ví da giá 1 triệu 598.000. Các bạn thấy tuyệt vời không? Vicento.vn là website để các bạn có thể tập hợp những cái sản phẩm mà các bạn muốn để tạo thành một combo combo đấy do các bạn tự tạo ra chúng mình không có tạo ra combo cho các bạn và combo càng lớn các bạn được giảm giá càng nhiều combo càng lớn được tặng quà càng cao nếu các bạn đến 240 trăm bốn lại được giảm giá thêm một chút nữa đấy, nhớ đọc tên pass là Vĩ lông minh hải và số điện thoại nó là không tám chín ba 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 em này làm bằng lụa nhật bản không bao giờ nhăn các bạn cứ xoa thoải mái không bao giờ nhăn đó mà các bạn nhìn thấy nó đàn hồi không nó rất là mềm mịn, mượt và mát. Cái này nó mặc thì nó đúng là đẳng cấp của quý ông luôn, nó rất là lịch sự, gần gũi. Đấy, số điện thoại đấy các bạn nhé 0889333300. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đấy, số lượng người xem của chúng ta đang là trên 13.000 đây này mà số lượng người like đang hơi ít, các bạn ai chưa like các bạn nhớ like cho mình. Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình khi các bạn ấn à các bạn khi mà các bạn đăng ký, các bạn nhớ ấn vào chuông và chọn thông báo để mỗi khi chúng mình lên sóng thì YouTube sẽ thông báo cho mọi người. Mình xin hỏi các bạn một câu là các bạn có muốn nghe chương trình bạn hỏi Vlog Minh Hải đáp vào tối ngày hôm nay không? Nếu các bạn muốn các bạn đánh cho mình từ có để mình lát nữa mình sẽ lên ngay con con hàng này. Đó. Và mình nghĩ là sẽ là mọi người sẽ cũng lại yêu cầu về nói về ông Chu Xie thôi. Thì mình sẽ nói rất là vừa phải. Mình sẽ lựa chọn 20 câu hỏi hay nhất ở trong cái post đó để mình chia sẻ với các bạn. Ok bây giờ là rất nhiều bạn đang nói là có rồi. Lát nữa các bạn sang page nhá. Lát nữa các bạn sang pết các bạn đặt câu hỏi hộ mình Cảm ơn các bạn rất là nhiều Bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào tạm biệt Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo